Xin chào các bạn, mình là Tính đây. Chào mừng các bạn trở lại kênh Thủ Thai với nhau. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ tới các bạn cách fix cái lỗi the iPhone could be restore an account error, lỗi 9 này. Thì đối với cái lỗi này thì đầu tiên thì các bạn cần phải đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn fix trên phần mềm trước nhé. Đầu tiên thì các bạn phải download cho mình cái bản iTunes 64 bit hoặc là 32 bit mới nhất về nhé. Sau đó chúng ta thử restore lại. Và chúng ta phải chuẩn bị cho mình một sợi cáp mới, không có đứt, không có gãy ngậm gì hết nhé. Sau đó thì chúng ta tải bản iTunes mới nhất về, sau đó chúng ta sẽ restore lại. Còn nếu như không được thì chúng ta bắt đầu chuyển sang một công cụ mới, đó là BaoTut. Đây chính là cái công cụ mà mình hay sử dụng Restore. Thì đối với cái công cụ này thì các bạn có thể lên Google tải về. Và các bạn tải ở đây, sau khi tải các bạn cắm cáp vào máy tính và các bạn phải đưa cái iPhone của chúng ta về chế độ DFU hoặc là iTunes. Thì trên màn hình của iPhone của bạn nó sẽ hiện lên iTunes hoặc là DFU giống như các bạn Restore trên iTunes vậy. Sau đó thì các bạn ấn download, hoặc sau đó các bạn sẽ ấn phát. Ở đây mình đã download rồi cho nên mình sẽ ấn phát để cho nó chạy. Các bạn ấn phát đó. Thì cái này nó chạy 100% là ok. Còn nếu như mà ba ô tút như thế này nữa cũng không được ấy, thì chúng ta bắt đầu chuyển sang cái quá trình fix lỗi phần mềm phần cứng. Bởi vì khi mà các bạn chạy bằng 2 tút như thế này mà cáp mới cũng không được nữa thì chúng ta sẽ phải chuyển sang fix phần cứng. Thì đối với lỗi 9 ấy, với lỗi 4013 thì phần đa nó sẽ phụ thuộc vào cái ổ cứng này, nó sẽ lỗi cái ổ cứng này. Mà trên màn hình của bạn lúc đầu nó sẽ đỏ màn hình như thế này. Đó. Thì phần đa này nó sẽ bị lỗi cái ổ cứng. Thì mình sẽ phóng to nó lên. Đây chính là ổ cứng của chiếc 5S nha các bạn. Thì các bạn sẽ phải khò cái ổ cứng này. Và sau đó các bạn sử restore lại. Nếu như mà các bạn khò ấy mà không được nữa thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải thay thế ổ cứng. Thì thông thường thì mình sẽ khò nóng cái ổ cứng này, cái bộ nhớ này. Sau khi nóng lên mình sẽ lắp vào và mình sẽ chạy thử lại. Khi mà chạy thử lại mà nó vẫn bị báo lỗi thì chắc chắn là các bạn phải thay thế cái ổ cứng này. Rồi, trên đây là mình đã chia sẻ tới các bạn cách để fix cái lỗi iPhone không thể restore mà lỗi 4013 và lỗi 9. Thì rất vui vì các bạn đã theo dõi video. Nếu như thấy hay mà bổ ích thì nó like đăng ký kênh. Còn nếu thắc mắc thì các bạn comment bên dưới mô tả video. Còn nếu như các bạn có nhu cầu sửa chữa thì các bạn có thể gửi trực tiếp cho mình. Mình sẽ lấy giá cả hợp lý và số điện thoại mình đã để phần bên dưới phần video. Các bạn cứ liên hệ qua đấy thì mình sẽ tìm cách xử lý cho các bạn. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn các clip sau.